hiếm hoi nói về Harry Won, chân thành khẳng định biết ơn vì đã gặp được vợ. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn video trò chuyện giữa chân thành và bà xã Harry Won. Theo đó, cặp vợ chồng nổi tiếng vừa chia sẻ chân thành về đối phương. Nhiều khán giả thích thú trước tình cảm của cặp vợ chồng đạo diễn và ca sĩ này. Tôi vẫn nói lời khuyên muôn đời của tôi rằng hãy trải nghiệm đi vì cuộc đời có bao nhiêu năm, yêu người này người nọ, không sao đâu, không ai mất ai mà có vấn đề cả, mình cứ trải nghiệm. Mỗi một người sẽ cho mình khoảng thời gian đẹp trong đời, cho mình kiến thức mới, không gian sống mới, suy nghĩ mới. Cảm ơn tất cả đã xảy ra với tôi, để hôm nay tôi gặp được bà xã, chân thành chia sẻ. Theo đó, nam MC cảm thấy biết ơn vì Harry Won đã đến bên đời anh. Nhờ có người phụ nữ này mà anh đã thay đổi rất nhiều. Đáp lại ông xã, Harry Won cho biết, ôi, kết quả có hậu này. Tôi nói thiệt, tôi rất biết ơn khi gặp bà xã. Hồi xưa tôi trẻ trâu lắm, gặp Harry, bà mới làm tôi điềm đạm lại đó, chân thành đáp. Được biết, Trấn Thành và Harry Won chính thức thành đôi từ sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh viện Ma. Cuối năm 2016, cặp đôi quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào sau 11 tháng hẹn hò. Hiện tại, họ đã có 7 năm là vợ chồng của nhau. Trước đó, Trấn Thành và Harry Won cùng tham gia Người ấy là ai? Theo đó, nữ ca sĩ Hương đêm bay xa chê ông xã hư thúi. Nam MC cũng không vừa khi tuyên bố, hư thúi mà tôi ở với bà 7 năm đó bà. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Harry Won từng nói cô cảm thấy mình như fan girl của Trấn Thành. Tôi lúc nào cũng nói với anh Thành là tôi thấy tiếc. Nếu anh Thành không lấy tôi, anh có thể có nhiều mối quan hệ thì anh sẽ có nhiều cảm xúc để làm sản phẩm tốt hơn. Tôi có thể xem mình như một fan girl của anh Thành. Lúc nào tôi cũng nghĩ ước gì anh độc thân thì tốt biết bao nhiêu. Anh ấy cũng hay nói sao bà vợ này khủng quá, cô bộc bạch.